Cậu ấy không nói đi đâu hả? Cậu cũng biết Thường An không dùng điện thoại mà. Gọi điện thoại tới nhà cậu ấy cũng không ai nghe. Tìm cậu ấy đúng là còn khó hơn lên trời. Hôm qua chúng ta thấy cậu ấy không khỏe, có phải là ốm rồi không? Hôm qua tới vì nhặt đồ không cẩn thận trượt vào cầu trượt, Thường An vì cao tớ mà cũng bị tớ kéo xuống theo. Không biết có làm cậu ấy bị thương không? Tuyền Ngọc, Thầm Hào Hiên, can qua đây một chút. Em có chuyện muốn nói với các anh. Là chuyện rất quan trọng. Chắc các anh biết, một ngày trước em bị một AI chặn đường. Nó giống anh như đúc. Nên hôm đó em thấy ba bọn anh. Ý em là em vì thấy anh nên mới sợ hãi như vậy đúng không? Thật ra Tuyền Ngọc, anh làm gì mà lại có biểu cảm như vậy? Mắt anh. Tôi không phải Tuyền Ngọc. Tôi là 002. Giờ tôi cần cậu giúp tôi tìm 001. Vậy anh không phải là 001 mà chúng tôi tìm sao? Vậy 001 thực sự là bạn tốt của cậu, Hạ Thường An. Giờ trên thế giới này chỉ có cậu ấy mới có thể cứu tôi. Cho nên xin hãy nói với cậu ấy, tôi đang tìm cậu ấy. Bởi vậy em thực sự là vì nhìn thấy anh An An nên mới sợ hãi. Em luôn nghĩ rằng sao một người đang yên đang lành lại biến thành AI chứ? Anh An An trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng điều kỳ lạ là cô Trần không cho phép em nói cho người của phòng quản lý AI biết. Vậy cô ấy có nói cho em nguyên nhân không? Không, lúc đó không kịp giải thích. Cô Trần đã đổi vỏ bột soda với bột mì. Tớ nghĩ cô ấy nhầm vào bọn mình. Vậy cô Trần không cho phép em nói với người của phòng quản lý AI. Lẽ nào là vì bảo vệ Thương Án? Thật ngại quá. Phiền cô phải tới đây một chuyến. Chủ nhiệm, tôi tưởng là cô tưởng là tôi đã chết rồi sao? Tôi tìm anh ở Singapore thực sự rất vất vả. Tôi gần như đã đi hết mọi đường lớn ngõ nhỏ. Thật không ngờ xa tận chân trời gần ngay trước mắt. AI không hỗ trợ đủ tài chính tôi cần, cũng luôn phản đối kế hoạch của tôi. Tôi buộc phải đi tìm nguồn vốn từ nơi khác để hoàn thành nó. Vậy chị Dâu và Ngọc Ngọc có biết không? Vì khoa học sẽ luôn có sự hy sinh. Tôi làm như vậy là vì bảo vệ họ. Nhìn mẹ con họ sống vất vả như vậy, tôi không hiểu sao lại gọi đó là bảo vệ. Tôi làm như vậy sẽ không bị những thứ gọi là nguyên tắc, quy củ của AI trói buộc nữa. Khi đó tôi mượn cớ đi công tác, tạo ra vụ mất tích. Bởi vì bên nước ngoài đã đồng ý cung cấp cho tôi toàn bộ vốn nghiên cứu mà tôi cần. Còn có bảo vệ. Tôi đồng ý rồi. Tôi giúp họ tạo ra AI quân sự tiên tiến nhất trên thế giới. Tôi giờ vào cái cớ này có thể có được tất cả vốn và cả thời gian để hoàn thành toàn bộ giấc mơ khoa học vĩ đại nhất của tôi. Nếu những việc này bị AI biết được, họ sẽ không bỏ qua cho chị Dâu cô, cả Ngọc Ngọc nữa. Về tiến sĩ Hạ, về tiến sĩ Viên thì sao? Nếu anh đã hợp tác với những chuyên gia vĩ đại nhất trên thế giới về lĩnh vực trí tuệ AI, sao còn cần đến tôi? Hạ Húc và Viên Hà Tinh, đúng là họ giỏi nhất việc cấy linh hồn cho AI. Nhưng cũng vì những thứ gọi là nguyên tắc gì đó ngăn cản họ thực hiện mọi khả năng của khoa học vĩ đại. Nhưng cô thì khác. Cô hành sự quả quyết, tác phong nhanh nhẹn. Cô không có bất cứ gánh nặng trách nhiệm nào. Cho nên tôi muốn mời cô gia nhập với tôi. Giống năm đó chúng ta ở AI, chúng ta hợp tác cùng nhau, có thể tạo ra AI cao cấp nhất trên thế giới.
AI cao cấp nhất. Đúng, chỉ cần cô đồng ý, ngày mai chúng ta có thể tiến hành luôn toàn bộ kế hoạch nghiên cứu của show 002. 002? Đúng. 002. Mẹ cậu chưa đặt tên cho cậu sao? Tôi có tên. Tên là gì? Bảo Bối. Vậy cậu họ gì? Bảo Bối. Không phải, tôi nói tên của cậu ấy. Bảo Bối. Bảo Bối, qua đây. Tôi là bảo bối thứ 12 của mẹ tôi. Vậy chúng tôi đi trước đây. Tạm biệt nha. Trên người cậu không có bất cứ vết sẹo hay vết bớt nào. Vừa nãy tôi tìm rất lâu mới thấy nước nguồn ở trong răng của cậu. Cũng thay cậu khởi động lại nguồn. Bọn họ có phải thường hay tìm lý do đưa cậu đi khám răng không? Nhà sĩ đó có phải cũng biết chuyện của cậu không? Nhà sĩ đó là ai? Có phải người đó biết làm thế nào để cứu cậu không? Nhà sĩ đó là cậu tôi. Vậy cậu của cậu ở đâu? Hoặc nói là phòng khám răng đó ở đâu? Cậu tôi, ông ấy không biết làm thế nào để cứu chúng ta. Ngay cả tôi cũng không biết cậu đang nói gì. Cậu tôi làm sao mà biết được? Cậu rốt cuộc là ai? Tôi là đồng loại duy nhất của cậu trên thế giới này. Show 002, cậu mang tôi đến chỗ này làm gì? Tôi muốn tìm người thiết kế ra cậu, thầy Hạ và cô Viên. Chỉ có họ mới có thể cứu tôi. Và cậu nữa. Mức tiêu hao điện của chúng ta rất nghiêm trọng. Nếu không kịp thời sạc điện, đi lang thang trên phố như cậu lúc nãy rất nguy hiểm. Đừng nói lung tung. Tôi rõ ràng là người. Đâu phải là giờ cậu giống tôi. Đều là siêu thiếu niên. Siêu thiếu niên. Không không một, cứu tôi.
Cậu thấy chưa? Tôi không lừa cậu chứ? Cậu sẽ phát hiện ra thì lực của mình tốt hơn, nhịp chân uyển chuyển hơn, sức mạnh lớn hơn. Suy nghĩ thứ gì cũng chỉ cần một giây. Vừa nãy lúc giúp cậu nạp điện, tôi đã điều chỉnh giới hạn của cậu lên cao. Rất nhanh, cậu sẽ quen thôi và sẽ thích phần sức mạnh lớn lao này. Sức mạnh lớn lao này có thể khiến chúng ta và người chúng ta quan tâm đi làm bất cứ chuyện gì. Cậu cũng có người để quan tâm sao? Chính là cậu đó. Không phải tôi đã nói rồi sao? Cậu là đồng loại duy nhất của tôi trên thế giới này. Hai chúng ta là AI thông minh nhất, tài giỏi nhất. Tôi không phải AI. Tôi là người. Không phải cậu biết lâu rồi sao? Những mạch điện lộ ra trên người cậu, tôi đã giúp cậu nối lại rồi. Tạm thời không cần lo lắng nguy cơ rò rỉ điện. Chỉ cần chúng ta loại bỏ được hạn chế của chương trình chống tối đa hóa trong cơ thể, chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Tôi không muốn. Tại sao? Vừa rồi không phải cậu đã trải nghiệm cảm giác làm siêu thiếu niên sao? Sức mạnh lớn lao đó có thể giúp chúng ta rời bỏ những người ghét chúng ta. Tôi là người, không phải AI. Tôi có người nhà của mình. Tôi cũng không muốn giống cậu. 001, cậu không thể ra ngoài như vậy. Xin lỗi. Ông không sao chứ? Chàng trai trẻ, sao cậu lại bất cẩn vậy? Cậu là AI, tại sao mắt không phải là màu đỏ? Mắt của cậu ấy là màu xanh. Cậu ấy chính là AI sẽ tấn công con người như trong bản tin. Đúng ra bác, cẩn thận chút. Cậu ta là AI tấn công con người. Cậu tránh ra. Cậu muốn làm gì bác ấy? Đừng để cậu ta chạy mất. Tránh ra, tránh xa tôi ra. Bắt lấy nó, bắt lấy AI. Bắt con quái vật đó lại. Bắt con quái vật đó lại. Bắt con quái vật đó lại.